Xin chào các bạn, hôm nay Xuân Trà sẽ chỉ các bạn viết bài nha. Được rồi, nói vậy được rồi đó. Trước khi phải viết đẹp nè các bạn. Nè nè em, sao số 1 là nhỏ xíu nhớ này nha. Nhỏ xíu, số 1 nhỏ xíu siêu dễ thương không ba? Dễ thương quá. Sao viết đi? Dạ con phải viết đẹp, học giỏi, thằng nghe rồi ba mẹ. Đúng rồi, vậy ba mới thương đúng không? Đúng. Số đó là số mấy vậy con? Số 1 hả? Ừ, giỏi gì ta, số 1 luôn hả? Số 1 con bên đây là số quanh. À, số 1 tiếng Anh là gì á? Quanh. À, giỏi quá. Rồi số viết bài đi nha. Số chào mọi người đi. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người.